Viết bài văn có 6 keyword GAPU yêu thương tác động vật lý Dreamer dông tố tương ứng. GAPU là một gia đình hòa thuận, mọi người yêu thương không bao giờ tác động vật lý bên ngoài. Bao nhiêu dông tố bên trong mỗi người một tương ứng. Nhưng chúng ta phải chấm chia. Chào bên nào. Họ chấm 2.7. Chấm đây là chấm được lắm à. Được lắm à, đúng rồi. Trời, nhớ chưa? Ghê chưa? Nhưng chúng ta drama luôn là một thể thống nhất. Đoàn kết cùng nhau đưa công ty lên số 1. Thế giới. Vỗ tay. Welcome to the party.